Mến chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Du lịch cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình tuần này, Hải Yến xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một không gian bình yên, thanh tịnh giữa lòng thành phố Đà Lạt. Tiếp đó sẽ là hương vị ẩm thực xứ Quảng khó quên, khiến người dân và du khách luôn thích thú mỗi khi trải nghiệm tại đây. Và trước khi đến với những điều thú vị ấy, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số thông tin về văn hóa, thể thao, du lịch. Để tri ân khách hàng địa phương đã tin tưởng và sử dụng các sản phẩm dịch vụ vui chơi giải trí tại khu du lịch Dampri trong thời gian qua. Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, Công ty Cổ phần Du lịch Dampri, thành phố Bảo Lộc triển khai chương trình ưu đãi, giảm giá vé tham quan trọn gói trong 3 tháng hè từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2019 với các mức giảm 15% vé trọn gói người lớn và 20% vé trọn gói trẻ em. Đặc biệt trong 3 ngày từ 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 2019, khu du lịch Dampri sẽ miễn phí 100% vé tham quan trọn gói dành cho trẻ em từ 11 tuổi trở xuống là người dân tỉnh Lâm Đồng. Hy vọng rằng đây sẽ là cơ hội để các em thiếu nhi và gia đình có thêm địa điểm để trải nghiệm một mùa hè thật hấp dẫn, sôi nổi và đầy bổ ích. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến nay khu du lịch Hồ Tuyền Lâm có 37 dự án với tổng mức đầu tư 10.225 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện nay mới chỉ có 12 dự án hoàn thành đi vào hoạt động, 14 dự án đang triển khai xây dựng một số hạng mục công trình và 11 dự án đang tiếp tục thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện có 34 nhà đầu tư đăng ký đầu tư vào các vị trí còn trống trong khu du lịch Hồ Tuyền Lâm. Và để tiến hành đấu thầu dự án, Ban Quản lý khu du lịch Hồ Tuyền Lâm đã lập hồ sơ nhiệm vụ, dự toán quy hoạch để ngành chức năng thẩm định trình Ủy ban dân tỉnh phê duyệt, làm cơ sở công bố danh mục dự án để ra đấu thầu trong thời gian tới. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị lữ hành trên địa bàn tỉnh đã tổ chức đoàn thẩm định thực tế gần 10 điểm du lịch canh nông trên địa bàn thành phố Đà Lạt và huyện Lâm Hà, bao gồm các điểm doanh nghiệp đã được cấp chứng nhận chuẩn và những điểm đang tiến hành xây dựng mô hình. Qua thực tế, có nhiều điểm du lịch mới với sự đầu tư bài bản, phục vụ tốt, thu hút nhiều du khách trải nghiệm. Một số điểm du lịch đã xây dựng được thương hiệu, tiếp tục đầu tư, làm mới cảnh quan, tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch thú vị. Tuy nhiên, cũng có những địa điểm thiếu sự đầu tư về xây dựng cơ bản, cũng như chưa làm hài lòng du khách ở các khâu tiếp đón, dịch vụ đi kèm v.v. Thông qua đợt thẩm định nhằm đánh giá tình hình thực tế của loại hình du lịch canh nông, từ đó ngành du lịch sẽ có các biện pháp chấn chỉnh các cơ sở hoạt động chưa đúng với quy định, đồng thời khuyến khích hỗ trợ các mô hình mới và kết nối với các đơn vị lữ hành, hình thành các tour, tuyến nhằm quảng bá loại hình du lịch mới và hấp dẫn tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Quý vị và các bạn thân mến, là một trong những điểm đến dành cho những tâm hồn tìm kiếm sự bình yên, nhẹ nhàng giữa những ồn ào của cuộc sống. Những năm gần đây, thành phố ngàn hoa Đà Lạt luôn không chỉ níu chân du khách bởi thiên nhiên, cảnh sắc tuyệt mỹ, mà còn là những quán trà bánh, nơi bạn có thể thoải mái thư giãn đầu óc bên chén trà sau bộn bề cuộc sống. Ngay sau đây, Hải Yến xin mời quý vị và các bạn cùng khám phá một địa điểm bình yên như thế nhé. Này người, ở đây nhận cất giữ muộn phiền, người ghé qua bỏ lại một ít cho lòng nhẹ vơi. Ở đây không có trà đắt tiền, cũng không có người pha trà chuyên nghiệp, chỉ có tấm lòng dành cho mọi người và tình cảm dành cho mọi người khi đến đây uống trà, thưởng thức cái không gian tĩnh lặng. Không ồn ào, không náo nhiệt, cũng không phải là một điểm đến lý tưởng dành cho người ưa thích sự sôi động. Tại tiệm trà Cô An, ta có thể hít hà mùi trong xanh của khu vườn dưới sân, tiếng trầm bổng của bản nhạc thiền êm dịu, nhấp một cụm trà ấm nồng giữa không gian se lạnh của phố núi cao nguyên. Đà Lạt
là thành phố để sống chậm, để tạm rời xa những tất bật, guồng quay công nghiệp của cuộc sống hiện đại. Nằm gọn gàng trong một góc phố ít người qua lại, quán trà toát lên vẻ đẹp truyền thống pha lẫn hiện đại, từ nhạc thiền, phản ngồi đến bộ trà. Không khí mát lạnh, thoang thoảng hương thơm tinh dầu, mang đến cho người uống một không gian bình yên, thư thả sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt nhọc. Em tình cờ biết đến cái tiệm trà của An là từ một người bạn. Thì khi mà em đến đây rồi thì cái trải nghiệm đầu tiên, cái cảm nhận đầu tiên của em là cảm thấy cái, khi mình bước vào mình cảm thấy cái sự bình yên, cái sự nhẹ nhàng. Và cái không gian quán ở đây nữa, họ cho em được một cái cảm, cái năng lượng tích cực. Tại vì thực ra cuộc sống thì như chị cũng biết thì ở ngoài thì rất là bộn bề, vất vả và mệt mỏi. Thì có nghĩa là em cần những cái phút giây mà em cần nạp lại năng lượng để mà mình tĩnh tâm, mình suy nghĩ lại. Thì cái tiệm trà của An là cái mà mang đến cho em được cái cảm giác thực sự là rất là bình yên ở Đà Lạt này. Và mỗi lần mệt mỏi hay là mỗi lần cần suy nghĩ là em đều tìm tới quán trà. Bước vào quán, bạn như trút bỏ được bụi trần để hòa mình vào không khí tĩnh lặng trong ánh sáng dịu nhẹ của những ngọn đèn lồng treo cao tỏa ra. Mỗi đồ vật trang trí đều mang phong cách mộc mạc. Một không gian đậm chất thiền với cỏ cây, ấm trà, các bài học về thiền và đạo. Nơi đây, bạn như được trút bỏ mọi phiền muộn để tìm hiểu về một bản ngã tâm hồn, nhìn lại hành trình ta đã đi qua với những vui buồn bất tận. Không chỉ đơn thuần pha trà rồi uống, quán trà còn mang cho bạn nhiều khái niệm thú vị như độc ẩm, đối ẩm. Trong đó, độc ẩm, uống trà một mình là cách bạn tự chiêm nghiệm những vấn đề rối ren mình đang gặp phải và sáng suốt tìm ra cách giải quyết. Còn đối ẩm, uống trà hai người cho bạn cơ hội để trò chuyện, để thấu hiểu người đối diện. Khi mà bước đến thì phải nói đến không gian từ bậc thang phía ngoài. Đó là một cái không gian mà khi thầy bước chân lên tầng cấp, thầy cảm nhận được rằng không gian rất là yên tĩnh. Nó xa cách với không khí xô bồ ngoài kia. Và vào ở đây có các bạn, đó là các bạn tiếp trà, đã tạo cho thầy một cái thiện cảm rất là thân tình. Và bước vào trong nữa là không gian du dương của nhạc thiền, đã khiến tâm mình tĩnh lại, không cần phải lo nghĩ ngoài kia nữa. Tại đây, tất cả các loại trà như trà ô long, trà bắc, v.v. đều được tìm mua tại nơi sản xuất và đem về những loại trà sạch, chuẩn chất lượng do chính người nông dân làm ra. Ngoài ra, tại quán trà còn có loại trà thực dưỡng, là loại trà có sự kết hợp của các loại đậu rang lên và nấu lại thành trà, với mong muốn mang đến cho thực khách một sức khỏe tốt. Khi mà làm nên quán trà này, cái mong muốn lớn nhất của mình là mong khách có thể đến đây an yên, tĩnh lặng, nhìn lại chính mình thuở ban đầu. Ở đây là mình nhận cất giữ muộn phiền, cất giữ những cái tâm tư tình cảm của mọi người. Khi mà ở ngoài cuộc sống ngoài kia khá là bộn bề, thì đến đây mọi người có thể buông bỏ lại tất cả mọi thứ, tĩnh lặng thưởng thức chén trà, đọc một quyển sách. Mình muốn gửi gắm một chút an yên, một chút bình an đến các bạn. Mong là ở ngoài kia dù có xô bồ, dù có tất bật như thế nào, cũng nhớ nhìn lại chính mình của thuở ban đầu, nhìn lại những cái mong ước của mình thuở ban đầu để mà thực hiện cái mong ước đó. Đừng vì những cái xô bồ ngoài kia lôi kéo mình, đánh mất mình của thuở ban đầu. Trà khách của quán chủ yếu là các bạn trẻ, các sư thầy, hay đơn giản là những người hiện đang bận rộn với cuộc sống mưu sinh. Họ về đây để tĩnh tâm, để ngồi thiền và chia sẻ các vấn đề trong cuộc sống. Hay đơn giản là hòa mình với không gian mang đậm văn hóa Phật giáo. Uống trà giúp ta học cách ngồi an nhiên, vững chãi như núi, học cách mỉm cười thật nhiều trong mỗi phút giây và trải lòng mình nhìn cuộc sống theo hướng tích cực hơn, tươi đẹp hơn.
vị và các bạn thân mến, ngoài những món đặc sản như bánh tráng nướng, bánh căn, bánh ướt lòng gà đã làm nên thương hiệu ẩm thực cho thành phố Ngàn Hoa, thì những năm gần đây, cùng với sự phát triển chung, ẩm thực Đà Lạt cũng du nhập thêm những hương vị riêng của nhiều vùng miền khác nhau. Và ngày hôm nay, Hải Yến xin mời quý vị và các bạn cùng khám phá một nét ẩm thực vùng miền đặc trưng ấy ngay trong lòng thành phố Đà Lạt nhé. Thành phố Đà Lạt không chỉ hội tụ những điểm check-in đẹp như mơ, mà còn là thiên đường ăn uống khiến bạn phát mê với những đặc sản nức tiếng. Không chỉ có những món ăn đặc sản của xứ sở sương mù, nơi đây còn là bức tranh ẩm thực vùng miền vô cùng độc đáo khi có sự kết hợp của nhiều món ăn dân dã của miền Trung nắng gió, đặc biệt là ẩm thực xứ Quảng. Đến Đà Lạt, du khách được tận hưởng không gian, hương vị ẩm thực như đang đi lạc vào một quán ăn nhỏ ở khu phố cổ Hội An, thì quả thực sẽ là một trải nghiệm vô cùng độc đáo. Từ chiếc đèn lồng truyền thống đến những bộ bàn ghế, chén đĩa đặc trưng và cả những bức ảnh giới thiệu về cảnh vật, món ăn của vùng đất Quảng Nam tại quán ăn này đã gửi cho không chỉ du khách mà ngay cả người dân Đà Lạt những ấn tượng khó quên. Em rất là thích món đồ ăn ở đây, nhất là món cao lầu, cơm gà. Và nói chung là em nó rất là hợp với hương vị của gia đình em. Là nhà em họ nấu rất là đậm, nói chung là rất là ok. Lẽ tất nhiên, không chỉ có không gian đặc trưng mới làm nên nét Quảng tại nơi đây, mà chính hương vị của những món ăn đặc trưng xứ Quảng đã tạo nên nét riêng của quán. Từ món cao lầu, món ăn nổi tiếng của phố cổ Hội An, Quảng Nam, cho đến món mì Quảng trứ danh mà bất cứ ai cũng biết đến khi nhắc về ẩm thực xứ Quảng. Đặc biệt hơn, nơi đây còn có món bánh tráng cuốn thịt heo, một trong những món ăn làm nên thương hiệu của những người đầu bếp của vùng đất Quảng Nam. Tất cả những món ăn này được chế biến bằng sự tài hoa, tinh tế và tình yêu quê hương của những con người sinh ra và lớn lên tại mảnh đất miền Trung chất phác. Chính vì thế mà từng món ăn một mới có thể chinh phục được khẩu vị của những vị khách không chỉ ở Đà Lạt mà từ thập phương ghé chừng đến đây. Và món ăn ở đây thì em thấy rất là ngon, tại vì cái chị chủ quán ở đây là người gốc Quảng luôn á chị, nên nấu đúng lại khẩu vị của người Quảng. Tại lúc trước em cũng có đi du lịch ở ngoài Quảng Hội An với lại Đà Nẵng, em có ăn những cái món ở ngoài đó do người miền Trung họ nấu á, họ nấu ăn rất là ngon. Mà về đây thì kiểu như em cũng muốn ăn lại mà khỏi phải đi xa vậy, mà biết được cái quán này thì chị này nấu ăn rất là ngon. Về Đà Lạt á thì em cũng một phần là nuối tiếc cái ẩm thực của Hội An, cho nên là như kiểu là một cái gì đó nó bất ngờ với lại là nó vô tình thôi. Thì em có lên Facebook và thấy được cái quán là quán của chị là có tên là Em ơi, và đặc sản Hội An Đà Nẵng. Thì em mới tìm địa chỉ này thì thật sự là ăn từ cái món ăn đầu tiên, từ ngày đầu tiên thì em cũng đã giống như cảm nhận được lại cái hương vị của Hội An ngày xưa rồi. Ngoài những món ăn trứ danh làm nên thương hiệu của ẩm thực Đà Lạt như bánh mì xíu mại, bánh căn, bánh ướt lòng gà, canh atiso, v.v. thì giờ đây đã có rất nhiều món ăn từ mọi miền tổ quốc đã theo chân những người con xa xứ tìm về và hội tụ tại vùng đất hiền hòa Đà Lạt, có phần thổi hồn cho nét văn hóa ẩm thực vùng miền tại thành phố cao nguyên ngày càng thêm đa dạng và đặc sắc. Để rồi từ đây, Đà Lạt lại càng thu hút sự yêu mến của du khách trong và ngoài nước bởi chính sự hòa quyện tuyệt vời giữa bản sắc văn hóa bản địa và các vùng miền khác nhau trên dải đất hình chữ S. Quý vị và các bạn thân mến, hương vị đặc trưng hấp dẫn đến từ những món ăn nổi tiếng của vùng đất Quảng Nam ngay giữa lòng thành phố Đà Lạt vừa rồi cũng đã khép lại chương trình du lịch cuối tuần ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau để cùng Hải Yến cập nhật những thông tin du lịch hấp dẫn và thú vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.